Chào cả nhà nha. Bữa nay mình cho hai đầu bếp mình nghỉ ngơi. Hôm nay mình sẽ thay thế dì Trúc với mẹ mình sẽ đi làm bánh. Làm bánh tiêu. Món mà hồi nhỏ rất là thích. Bánh tiêu mình trộn sôi rồi đó. Nay mình nấu sôi luôn. Nấu sôi. Nhà bột để mình làm bánh tiêu. Cái này mình xài bột mì đa dụng nè. Cái này là mình xài bột mì đa dụng. Còn cái này men này là cái men nổi nè. Thì hầm làm cho nó nở ra. Bây giờ mình sẽ đi pha bột. Mình cho thêm tí muối. Cái này là mình nhắm không nha. Chứ không nhắm không thấy à. Hả? Nhắm không thấy. Nhắm không thấy nha. Là như là đổ hai muỗng đường đi. Hai muỗng dung. Nửa ký. Ok, nửa ký thì mình làm khoảng 2 muỗng rưỡi đi. Làm nhiều quá nó bột nó ngọt quá cái nó chiên đấy. Còn cái này là men nở nè. Men này giống như mình làm bánh bao đâu cũng có nè. Mình sẽ cho khoảng 1 muỗng rưỡi. 1 muỗng rưỡi nè. Này mình mua 5.000 dư. Rồi mình sẽ nấu nước ấm mình pha, mình trộn. Đó, bây giờ mình sẽ dưới từ vô. Đừng gấp quá nha, gấp quá hồi nhão mới không đi mua bột thêm à. Nước này mình nấu nước hơi ấm ấm. Như nãy mày nấu nước sôi luôn hay vậy? Sôi luôn rồi. Sôi con để hạ ra, cho nó xuống bớt. Gấu gấu đang luyện thiết công gan. À đâu không biết nó kiếm đâu mà hay chứ. Chốt à, nãy. Chạy đi hái là hay là cầm cái bột mì nó thơm ghê luôn á. Dạ mình sẽ pha bột. À nhiều là chiên ra bánh tiêu nhiều lắm à. Bán luôn quá. Chiên bán luôn. Chú Út đi với dì Trúc bưng đi bán nha. Mai khỏi đi bán đồ. Khỏi đi bán đồ, sáng hai chồng đi nha. Bánh tiêu. Quá nhồi cho dữ nha. Lấy dùng hết sức lực nha. Này mình sẽ nhồi. Mấy đúng là bánh này càng nhồi bột càng lâu càng ngon. Ừ. Đó, thấy không? Thợ nhắm mà. Hay quá. Vừa luôn. Nhiều hơn là chiên nhiều lắm. Như là chiên là thì bởi vậy nói là mình chuẩn bị đi mai khỏi đi bán đồ. Nhưng bưng nó đi bán à. Bánh nó chút xíu à. Tại nó hồi nó còn nở ra nữa. Đó đó. Ẩm cục bự chiên cái bánh khổng lồ. Cả làng luôn. Làm hồi chơi cái bán được chà bá luôn. Ừ. Đó. Nhồi cho dữ rồi để ủ 2 tiếng nữa mới đem ra sử dụng. Ủ cho bột nó dậy nổi. Lên, nổi lên, nở ra. Giống như mình làm bánh bao vậy. Bữa nay dì Trúc, chú Út, mẹ là được nghỉ ngơi. Đâu có hồi ăn à. Ờ, hồi ăn. Nghỉ ngơi hồi ăn. Như bánh bao giờ như bánh bao đúng không? Đâu có, hồi mình còn phải dò cả chiên nữa kìa. Cái bột mình nhồi xong nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ để đây mình ủ nó. Mình không có cái màng thực phẩm thì mình lấy cái đồ mà nắp đậy lại. Đậy khoảng cho nó nổi lên. Khoảng tiếng mấy, 2 tiếng nè. Bữa nay nhà mình ăn cơm với thịt kho rượu. Thịt kho rượu của đám. Còn thịt không à. Mình mua thêm phòng dịch mình để vô. Mua mà cho thêm một vịt nữa. Cho đi mà dạ, vừa cho 8 thịt. Trứng, mua mực trứng cho 8 trứng. Là cho rồi thêm một trái dừa nữa. Cho thịt cho hộp vịt nữa, cho dừa luôn. Trong khi chờ bột nổi. Bột nổi thì mình đi trồng rau. Rau. Mấy này mình gieo hẳn hết trơn này các bạn. Mà không biết nó lên hay không. Đây gieo hết trơn rồi nè. Đẩy gom hết rồi đó. Nay mình trồng bắp cải lại nha. Bắp cải hả? Tân. Bắp cải thì ăn với cải như mình đang. Ừ. Cái bè xanh nữa Tân ơi, trồng cà ủa trồng cà gì cải làm dưa á Tân? Làm dưa có mua nè. Ừ. Giờ móc lỗ để xuống.
Tháo không? Con tháo hả? Tháo rồi chứ cái này bọc mà. Vậy hả? Này đó là mùng bọc. Con gấu à. Này cái mình trồng sen kẽ với mấy cái cây cải, cây bắp dè, cải cây bắp dúng á. Ừ. Để cải cải kia ăn, cái cải này nó lớn lên vừa. Đó, một cây. Sang kẽ phải không? Này trồng 8 cây đi. Cái bắp cải con trồng hơi thưa thưa nó. Nè, 8 cây. À. Chứ không có nhảy ra dữ lắm. Lần đầu tiên hôm trước trồng bắp cải, lần đầu tiên trồng ăn được 3 bắp. Trồng 6 cây ăn được 3 bắp. Ừ. Lần sau mấy bắp không mẹ cũng quên rồi. Lần sau được bắp 1. Lần sau trồng có nhiêu 5 cây hả? À, mà bị sâu ăn á, đặt nó đi như đi đâu nè. Đi đâu không có nhà thường, ở ngoài Tết. Mấy ngày Tết á? Mấy ngày Tết không có nhà thường. Về ngoài. Cái sâu nó ăn. Trời mưa quá sát. Nay bên Cần Thơ mưa ngập đường luôn. Sao con biết? Bạn nói. Nè hả? Ở đây là biết đây Cần Thơ ghê không? Ừ. Ngập đường luôn. Rồi mẹ có lúc mẹ ở đây mà mẹ biết trên thành phố trời mưa nữa. Gì Út điện. Cháu nó chạy tung tăng. Gấu. À, gấu phao quá. Chạy tung tăng nha. Mới trồng được ngô cái mưa. Mưa mà kiểu như mưa nắng các bạn. Mưa thấy còn ở ngoài trời còn nắng. Nó lấy cái bột mình lên sao vậy? Cái bột nó bự rồi nè. Chà bá lên rồi nè. Tiếng à, 45 phút à chưa tới lên tiếng. À, bây giờ tới mình sẽ đi. Ôi. Sốt giờ bắt đầu trời ơi nổi lên nha kìa. Tâm thức luôn. Nè cho dì Chúc nó tục lên nó tục. Dì Chúc dò với thằng Tấn, chú Út thì bắt chảo dầu lên. Mình sẽ chảy một lớp một áo. Không dính tại bị bột gì bột áo hả? Bột áo chứ dính. Mẹ nó đâu nữa. Ừ. Tối này lấy cái chai không. Xong nhắc ra. Như vậy đi. Nổi lên đâu mà. Đang chuẩn bị. Nổi đó. Kìa nổi lên kìa. Phùng lên không? Mẹ. Hả? Nó phùng lên đó. Đó, phùng lên đó. Heo. Ờ hay. Hay phù lên rồi đó. Dặn ra lửa thấp lại Út ơi. Sao mau vậy, nóng quá hay gì Út ơi? Nóng quá nó áp. Nóng bị áp rồi đó. Bể hay gì chú? Không có bể. Chú nóng xiết quá mà. Nhớ kêu view thôi đó. Tắt rồi. Giọng nó phải nóng rồi. Ừ, trời, phình lên liền tay. Công nhận. Nào dạng kìa nè. Vậy là nó nóng rồi Út ơi. Cái sau nó tròn hơn rồi thấy không? Cái đầu cái đầu chưa rút kinh nghiệm, cái sau mới rút kinh nghiệm. Cái đầu không có giò. Ừ. Không có giò tròn á hả? Không có tạo hình. Thấy rồi. Đâu dở lên coi. Thấy chưa? Chần giò đó. Giao lại cho dì Chúc với mẹ nhồi. Cái này bột cũng chưa nổi hung nè các bạn. Tại mình nãy mình ủ tiếng một. Cái đậu nổi dưới nè. Mấy gì chút vào mấy cái nhỏ nhỏ. Lửa chắc phải nhỏ rồi anh xíu nữa. Dặn vô lại. Vô rồi ta nhìn lắm rồi. Chỉnh thêm cái nữa. Cái bếp này nó hơi khó. Này. Bên kia mẹ có chưa? Bên kia có mẹ chưa? Mẹ hả mẹ? Mẹ một bên hay hai bên lận. Dạ. Trời ơi, sao cắt. Vậy? Hả? Kỳ chút.
Rồi mày lật lại, mày lật lại, mày lật lại bài kia, mày cán đi chứ mày để vô mày cán hả? Rồi, mày cán rồi. Kỳ đâu? Đâu có kỳ. Trong quay mà kỳ đâu? Tại không dám đè. Mày đè mạnh cho nó dính. Thấy chưa? Cũng xuống hết trơn hai cái luôn, hai bên có hết trơn. Rồi đâu để cái hai cây. Rồi mẹ biết rồi. Mà để một áo. Mẹ để áo nhiều quá nó không dính. Đây. Đủ đủ size chân. Đây. Size S, size M, size X, size XL, size L, XXL. Ăn nhiều dừa thôi chứ đâu có bánh tiêu ngọt quá đâu ngọt. Ngon. Ngọt quá không ngon. Dừa. Nếu không nếu mà vậy là dừa. Nửa cái đột bột mà hai muỗng rưỡi nãy để. Vô thử đâu. Vô chút thử đâu. Đây. Thử nãy đó. Cái mẹ nhỏ rồi đó. Nhỏ không? Nhỏ. Mình còn dồn sâu vô nữa mà. Cái gì chút nè. Cái nó bự cho bá ra. Cái này được nè. Vậy mình cán mỏng vô nữa mà. Nữa đó, mỏng nữa hả? Thôi gì chút bự à. Được rồi. Cái mẹ nhỏ. Nè. Giờ cho chỉ cho mẹ làm mè cho nó dính nè. Giờ mày để xuống có nơi đây. Nè, để luôn hả? Để vô nè. Khoan khoan, rồi rồi, hồi nãy giờ mẹ tính làm vậy đó mà sợ không biết. Thấy không? Không nè. Khoan từ từ từ. Nè. Mà ấn gì xuống cái nè. Rồi mà để mẹ vô luôn. Cho mẹ tên. Cắt dày đều 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 quá. Rồi đầu mẹ lăn. Lăn mạnh mạnh tay lại đi. Đó. Rồi, đặt lại. Nó không dính hai bên luôn. Giờ mẹ lăn cho nó đều ra nữa được không? Mày đừng sửa, mày cứ lăn đi, mày đừng sửa, đừng nâng vô, mẹ lăn ra mày nâng vô chi rồi nó mày cán tròn cái mày. Rồi về im, về im rồi nè. Còn bên đây mấy cái này nó không phùng ra chút. Ừ, mỏng quá, mỏng quá nó không lên là sao? Cái này sao nó lên quá trời nè. Ừ, cái đầu tiên á làm như nó dày quá hay sao ta? Cái này cái đầu tiên hả? Ừ. Nó có vậy nhưng mà làm như cái bột nổi cho đó nó nhiều hay gì thế. Cái này nó tưng nó phồng lên quá nè. Ủa tính ra cũng đâu có nhiều đâu ta. Tại bột mình ủ chưa tới á. Ừ. Gấp. Người ta ủ cả ủ 2 tiếng, 2 tiếng. Sao con không làm để đúng 2 tiếng? Tối rồi hay mình làm luôn. Kệ đi vậy tối. Tối mũi cắn. Sao cái này nó nổi nè? Hả? Ừ, ngậm như bột bột nổi ít thôi vậy có chỗ nên không đầy quá vậy nè. Làm như là con nhồi không tới tới ngày. Đâu có bột nổi ít nè. Đặt bóp 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 quấn bấm bấm bấm. Con nhồi cái nửa tiếng đồng hồ á. Không đưa cho mẹ nhồi tiếp. Cái nhồi ta làm đã lắm, làm đổ mồ hôi luôn quấn bít bít bít. Nè cái này nổi thôi, ừ. Như có một nổi nhiều nữa nè. Nè tết. Đẹp rồi nè. Bây giờ mới vô tay quyệu hay lòng cộng? Cái này dày nè, cái này dày. Có dày à. Tính ra cũng đâu có nhiều đâu, đồ đi bán. Ừ, vậy mà đồ đi bán, dễ dàng chứ. Không, nó là tại vì bột chưa nổi tới. Ừ, cho nên nó ít. Là ngon á, nè thành công á. Chưa đúng. Tại mình gấp. Tại gấp. Thấy trời mưa. Thấy trời mưa gấp. Cái sao hay nhà nhà bột lâu quá lâu có còn. Cái này nè, với cái này một thứ nè. Vậy là cái này là gì chút cá. Đó lại. Chừng cái tay mẹ nhúng vô. Là cái này nổi ngon nè, còn có những cái nó không nổi. Ok rồi, vậy là nhỏ lại. Nhỏ vậy. Hả quá. Hơi dày thôi với mẹ đừng. Chị hồi nãy thả vô là dày đó. Mẹ có mẹ dày cui nó không nổi lên luôn kìa. Này cái này là dồn được nè. Đó, ngon lành đó. Mè quá trời mè luôn. Cái của mẹ phải không? Đây là cái gỗ bánh tiêu. Này cái này này cái nồi cơm nếp. Nồi nữa kêu cơm nếp nữa. Nồi xôi. Xôi lá cẩm, mình nấu bằng nồi cơm điện, nồi cơm của mình nấu thường á. Còn đây là kho hộp dịch. Kho hộp dịch đó cái đám mà đám tang hôm ngày đối diện nhà mình á. Nay người ta đem cho. Này có cơm ăn rồi.
Hôm nay không có nấu cơm, mình nay mình làm xôi mình ăn. Xôi với bánh tiêu. Các bạn thấy mình làm bánh tiêu được không? Có cái là cái phòng, cái không phòng. Còn đây gỗ gao. Mấy trái hú qua nó mọc quang vậy mà có ăn được. Còn những trái mà mình trồng mình vừa o mình bế thì lại bị sâu. Cái phần mè nãy mình còn hả các bạn, mình gan để mình làm muối mè. Muối mè để hồi mình ăn. Tối rồi cho nên mình không có ăn dừa. Trong đây có muối rồi. Đó, chọn mình chọn lên. Trong đây mình cứ dặn thêm một tí muối thôi. Này làm muối mè nha. Nói rằng muối mè nhưng mà đường nhiều hơn muối. Vậy hồi cái mình sẽ gửi lên trên cái xôi. Có dừa, đáng ghi là có dừa đó, dừa gám á. Nhưng mà tối rồi, mình không ăn dừa. Nghỉ ăn dừa đi. Đưa tay. Cái này là sạch nha, đừng để gì vô à. Trời ơi, chống hộp. Chống hộp chân. Vậy là nó mỏng quá rồi. Không phải mỏng, dấu ai lại vì bột chưa tới á, nghỉ chưa tới. Chà, cái này nhiều rồi nha. Ăn cái một rồi ăn cơm. Rồi được. Rồi để muối mè vô. Nồi thịt cũng ngon. Rồi nồi này cũng ngon. Khoan chưa trộn. Trộn rồi. Trộn rồi. Dạ. Rồi. Gấp đi. Nha, miếng này. Ăn cái đó nồi luôn. Khổng lồ. Chuẩn bị hai món ra cái món nào cũng hấp dẫn hết trơn. Đúng rồi, vậy là đúng rồi. Cái bột, cái bột nó chưa nghĩ tới. Nó đâu có nổi dữ. Tại nãy mình gấp quá. Ô vậy mưa quốc đam ơi, đám quốc đám mưa ra nhà chồng mình ngủ tiếp đây. Hay cái này, này làm ngay giờ cơm rồi các bạn, cho nên bây giờ mình ăn vừa ăn cơm mình vừa ăn này luôn, làm xong có ngay giờ cơm. Một thịt kho anh này sao bà ăn một cơm chưa biết. Cái này là xà bần. Xà bần hôm qua mình ăn cá, cái gì, cá khô măng, rồi xà bần của đám nữa nè, cái thịt bò nữa nè. Đám cho mình được thịt kho nguyên nè, rồi xà bần nữa nè, có huyết nữa kìa. Phải mùa xà bần mới thơm này chứ. Thơm ngon lắm. Ngon, nhớ đó xà bần là ngon nhất luôn á. Đó đó, thích ăn xà bần lắm. Đó. Bữa nay mình ăn vậy nè, cả nhà ơi, giờ xong rồi mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Đã ăn xong cái tên cơm, trời bữa nay quá sướng rồi. Tiêu bần. Đây. Tiêu bần. Tiêu bần. Mời, chốt. Xà bần. Trời bự quá. Không có ăn đâu, chốt bự mà. Chốt bự mà. Bự quá. Bự không chịu quá, em thích cái này. Đây. Vừa thôi. Em này. Ăn cái đó rồi nghỉ ăn cơm luôn. Chút đây. Rồi mình đây, mời cả nhà nha. Ăn củ với mình cả nhà ơi, bự quá. Rồi, ăn xong nó xong dẹp chén. Ngon hả? Hôm nay tính làm bánh đẩy cả nhà mà ngay giờ cơm luôn. Ngon. Ngon thiệt chứ không phải ngon cái lương. Người ta chốt em ngủ hả? Sáng ăn cái này, uống đi sữa đá cho ngon, ăn tô hủ tiếu. Thiệt, nó hơn á. Cảm ơn. Cái muối mè nó mặn mặn, ngọt ngọt. Thêm. Không, cái bánh tiêu là dừa. Dừa lắm. Không, mình vậy làm cũng hay lắm rồi. Ăn gì chưa ăn? Ngọt quá, không ngon. Bánh tiêu. Dính mè.
này nếu mua sáng mình có dừa thêm nữa ăn nó béo. Trời, làm mấy cái hết mẹ cái bánh tiêu rồi, cắn mấy cái hết rồi. Cơm vô. Thường thường ta ăn á, ăn cơm, ăn gì ăn mặn xong ta chán miệng, ăn đồ ngọt, ăn trái cây này kia, còn em ăn ngọt. Ngọt, ăn ngọt đã rồi, cái quay trở lại cũng không.